Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 1 tỷ đồng token Kita Inu. Một số thông tin về đồng token này. Tổng số tổng cung phát hành là 21 triệu tỷ. Đã có 2.811 tài khoản holder. Đã phát sinh 7.763 lượt giao dịch. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net nhé. Nên truy cập website để mình để phần dẫn mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm ra 2 bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví Metamask hoặc ví Tron đấy các bạn nhé. Các bạn xem thêm địa chỉ tất cả là một ví cho mình. Trong trường hợp nó không hiểu hiển thị ký hiệu tất cả này, các bạn có thể copy cái mã quan trắc và quay sang cái website bscc.com. Bạn dán cái địa chỉ token này vào nhé. Bạn sẽ lấy được cái mã này. Mã là cào Kita số token 18 nhé. Bạn điền vào đây. Bạn nhấp tiếp theo. Bạn nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net vừa nãy rồi. Tìm tới bước 2. Nhấp vào cái link rút gọn đây để token nhé. Chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 88 ngày đấy nha. Rồi, bạn nhấp vào đây. Yêu cầu 1 tỷ đất cần. Không thể hiển thị. Ở một cái khác thì mình phải làm đã được rồi. Vinta này. Vinta đây. Rồi được rồi đây. Nó do mạng, do website và do mạng. Đó các bạn. Các bạn nhấp tiếp theo vào. Nhấp kết nối này. Và trong thời gian chờ đợi một tí mình sẽ claim lại nhé. Do lỗi cái piga của mạng BCScan mạng Binance mà. Rồi đây. Piga là 0.000844 BLB nhé. Các bạn giúp xác nhận cho mình nhé. Các bạn cứ bình tĩnh chờ một lát thì các bạn nếu không được các bạn nhấp vào đây nhé. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nhé để cập nhật những dự án lĩnh vi phần thưởng token mới thất truyền về mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trở đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài sản các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình thì nhấp lại một phát nữa nào. Rồi
Xác nhận đây. Bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là cái dự án Anorock sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây để nhận token cần nhé. Nếu các bạn xem những dự án nào các bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia bằng cách copy con chắc, sau đó các bạn quay sang bí tâm b bí của các bạn, các bạn dán vào và các bạn nhấp vào đây để nhận token cần nhé, vào website mới để nhận token cần nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để Cả Lam nhận được 100 triệu ở đồng token Kita Inu. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.